Ở khu đang sống thì mọi người thường uống cà phê ở hai tiệm Starbucks và Dunkin Donuts. Sáng sớm thì người ta sẽ xếp hàng trong xe mua cà phê và mang theo tới chỗ làm luôn. Bạn sẽ ít khi thấy cảnh ngồi 1-2 tiếng thong thả trò chuyện ở cà phê vào buổi sáng trước giờ làm như ở Việt Nam đâu. Thường thì Dan sẽ uống espresso trong tiệm Starbucks cho nó đậm đà như là cà phê Việt Nam. Dan quan sát á, thấy người Mỹ thì họ thích uống cà phê rất là nhạt. Ai thích đậm đà hơn thì có thể vào những quán kiểu như tiệm bánh mì, cà phê Việt này nè. Nhiều người nước ngoài họ cũng đến đây để thưởng thức đặc sản Việt Nam. Về cái thói quen uống cà phê của Dan á, nếu bữa sáng nào mà ra quán thì thấy cũng bất tiện nên Dan có mua một cái máy cà phê loại sữa y chang như loại Starbucks để mình có thể tự pha ở nhà. Công việc của Dan đa số tiếp xúc khách hàng và đối tác ở nhà qua mạng, cho nên Dan cũng cân nhắc nếu khi nào cần thiết ra tiệm cà phê để tiếp thì mình mới ra thôi. Còn nếu không mình có thể tự pha ở nhà để tiết kiệm thời gian chơi với mấy tụi nhỏ. Gu của bạn thì sao? Bạn muốn cà phê nhạt như là kiểu Mỹ hay là đậm đà theo kiểu Việt Nam của mình? Ngồi quán hay là tự pha? Có thể chia sẻ với Dan ở bên dưới nha.